Xin kính chào quý vị và các bạn. Ở trước mắt chúng ta là một cái bộ phối ghép mà Shop Báo Hồng Audio đã thực hiện phối ghép rất là chuẩn và với một cái mức giá cũng rất là hợp lý, khoảng trên 100 triệu chút thôi. Tủ hình này gồm có những thiết bị như sau. Một là cặp loa JBL L65A. Đây là một cặp loa đang rất hot. Nói chung là về phần giá thành cũng như là về phần chất âm thì nó được anh em đánh giá rất cao. Nó rất hợp lý hơn là L65 Zuban, nhưng chất lượng và âm thanh của nó thì không có sự khác biệt hoàn toàn, và không có sự khác biệt nhiều giữa L65A và L65 Zuban. Cho nên là được khá nhiều anh em lựa chọn L65A. Loa JBL L65A sử dụng loa 30 cm. Tất cả các driver đều có thể lắp chung được với L65 Zuban. Duy nhất chỉ còn khác mã củ bát của L65A và L65 Zuban. Nhưng hai củ này đều sử dụng cái nam châm là Anico, cho nên là về phần chất âm nó gần như nhau. Cặp loa JBL L65A này giá là 57 triệu. Tiếp theo, để phối ghép cho chất âm tuyệt vời của cặp loa này thì em đã sử dụng cái bộ kéo đẩy Acouphase C200L và P300L. Đây là một trong những bộ kéo đẩy có công suất lớn, nội lực đánh tốt và phần âm sắc rất hay. Giá là 47 triệu 500. Em xin lỗi, là giá là tính em giá 47 triệu thôi, nó cũng rất là hợp lý. Đầu CD Pioneer T09, đây là đầu CD hết số của Pioneer và là một trong những đầu CD chơi nhạc vàng cực kỳ hay, cực kỳ đẳng cấp. Giá là 27 triệu. Hàng đẹp, xuất sắc và không kén đĩa chút nào. Bây giờ xin mời anh em cùng thưởng thức. Đầu tiên em sẽ test một cái bản nhạc test để chúng ta cùng thẩm âm trước về cái bộ gõ cũng như là cái trống của nó.